Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Số phận bi thảm của cựu thường trực ban bí thư Đinh Thế Huynh. Ngày 1 tháng 1 năm 2024, báo Tiếng Dân có bài Cựu thường trực ban bí thư Đinh Thế Huynh hiện giờ ra sao của tác giả Nông Văn Tiềm. Thời báo chấm d tóm tắt bài viết này và giới thiệu đến quý khán thính giả nội dung như sau. Ông Đinh Thế Huynh sinh năm 1953, quê Xuân Trường, Nam Định, là thường trực ban bí thư khóa 12, được xem là nhân vật quyền lực thứ năm sau tứ trụ lúc đó. Ông là một trùm lý luận Marx, giáo điều, tín đồ trung thành của chủ nghĩa cộng sản. Thời điểm năm 2016, dư luận trong và ngoài nước đánh giá ông Đinh Thế Huynh là ngôi sao sáng giá kế nhiệm Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, cuộc trả thù của Tổng Trọng đối với phe nhóm Bà Dũng làm đảo ngược tất cả, dẫn đến kết cục bi thảm của ba nhân vật nổi tiếng Đinh La Thăng, Trần Đại Quang và Đinh Thế Huynh. Hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân. Phát súng đầu tiên từ phe Trọng là vụ xe biển xanh của Trịnh Xuân Thanh. Đánh Trịnh Xuân Thanh, phe ông Trọng muốn bắt cầu để loại bỏ Đinh La Thăng cùng hàng loạt tay chân của Nguyễn Tấn Dũng cài cắm lại, trong đó có Trần Đại Quang và Đinh Thế Huynh. Tác giả liệt kê các mốc thời gian quan trọng quyết định số phận của các nhân vật này như sau. Ngày 7 tháng 4 năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật Đinh La Thăng vì liên quan đến những sai phạm tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia. Ngày 5 tháng 5 năm 2017, Hội nghị Trung ương 5 khóa 12 loại Đinh La Thăng ra khỏi Bộ Chính trị, mất chức Bí thư Thành Hồ. Trong 180 lá phiếu kín có 20 ủy viên Trung ương, 3 ủy viên Bộ Chính trị không tán đồng. Đinh Thế Huynh là một trong 3 ủy viên này. Trước đó, ông Trọng giao cho ông Huynh chỉ đạo quá trình làm thịt Đinh La Thăng, nhưng ông Huynh cáo ốm để từ chối. Cùng lúc, ông Trọng nhận được báo cáo rằng bộ ba Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh và Đinh La Thăng đang tìm cách buộc ông Trọng rút lui khỏi vị trí tổng bí thư vào giai đoạn giữa nhiệm kỳ. Vì vậy, ông Trọng ra tay trước, cho quản thúc Đinh Thế Huynh, đồng thời chọn Trần Quốc Vượng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham mưu cho công cuộc đốt lò này. Từ đó, ông Đinh Thế Huynh mất hút trên sân khấu chính trị Việt Nam. Ông Trọng và ông Huynh năm 2011 thời còn nồng ấm. Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 5 năm 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Trung Quốc. Từ ngày 26 tháng 6 đến 1 tháng 7 năm 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Cộng hòa Belarus và Nga. Tại Belarus, ông Quang đã phải vào bệnh viện thành phố Minsk để cấp cứu. Khi đến Nga, Trần Đại Quang lại phải vào bệnh viện thêm một lần nữa. Như vậy, khả năng rất lớn ông Quang đã bị đầu độc trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 26 tháng 6 năm 2017 sau khi đi Trung Quốc. Giới quan sát nhận định ông Quang bị nhiễm phóng xạ. Ngày 23 tháng 7 năm 2017, Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin và đưa về nước. Ngày 28 tháng 7 năm 2017, khi Trần Đại Quang nằm viện ở Nhật, Đinh Thế Huynh an dưỡng tại Phú Quốc rồi bị giam lỏng. Tổng Trọng triệu tập Bộ Chính trị, phân công Trần Quốc Vượng tạm nắm quyền thường trực Ban Bí thư thay thế Đinh Thế Huynh. Ngày 3 tháng 12 năm 2017, Bộ Công an bắt Đinh Ngọc Hệ, tức Út Trọng, cháu rể của Trần Đại Quang. Ngày 8 tháng 12 năm 2017, bắt Đinh La Thăng và em trai ông là Đinh Mạnh Thắng. Trong ngày này, ông Trọng đã giữ chân hầu hết các yếu nhân tại Ba Đình, trong đó có Trần Đại Quang, bằng các cuộc họp của Bộ Chính trị, Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Quốc phòng An ninh. Hình ảnh ông Đinh Thế Huynh và ông Đinh La Thăng. Ngày 20 tháng 12 năm 2017, khởi tố Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, đệ tử ruột của Trần Đại Quang. Sau đó, bi kịch thật sự đến với ông Huynh khi ông từ Phú Quốc quay về Hà Nội. Không rõ ông bị tiêm loại thuốc gì mà từ một người giả bệnh bỗng trở nên thân tàn ma dại, sức khỏe suy sụp, trở nên ngớ ngẩn, ngây dại. Ngày 2 tháng 3 năm 2018, ông Trọng cho họp Bộ Chính trị quyết định cho Đinh Thế Huynh thôi giữ các chức vụ để chữa bệnh, Trần Quốc Vượng chính thức thay thế chức thường trực ban bí thư. Kể từ ngày đó, Đinh Thế Huynh chính thức bị tước bỏ tất cả quyền lực, vĩnh viễn bị gạch tên khỏi chính trường. Ngày 21 tháng 9 năm 2018, Trần Đại Quang từ giã cõi đời, còn Đinh La Thăng thì nhận bản án 30 năm tù. Nhưng bi kịch vẫn chưa hết, khi nào mới đây, Đinh Xuân Kiên, con trai của Đinh Thế Huynh, bị kiện vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
chính trường Việt Nam luôn khốc liệt và đẫm máu. Các phe nhóm thanh trừng lẫn nhau trong nội bộ đảng luôn là câu chuyện bất tận, mà Đinh Thế Huynh là một nạn nhân điển hình với kết cục bi thảm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Số phận bi thảm của cựu thường trực ban bí thư Đinh Thế Huynh. Hệ thống thanh tra tê liệt tạo ra lỗ hổng giúp bà Trương Mỹ Lan hoành hành suốt một thời gian dài. Ngày 30 tháng 12, VOA Tiếng Việt có bài bình luận lỗ hổng gì đã giúp bà Trương Mỹ Lan hoành hành thời gian dài. VOA dẫn ý kiến của ông Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng nhiều năm làm việc ở Mỹ, cho rằng những sai phạm của bà Lan ở SCB đã diễn ra trong thời gian dài hơn 10 năm kể từ năm 2012. Kể từ lúc đó, SCB đã trở thành công cụ tài chính cho bà Lan và hệ sinh thái của bà. Vấn đề đặt ra là các cơ quan chức năng ở đâu, lỗ hổng trong luật lệ như thế nào mà để cho bà Trương Mỹ Lan có thể hoành hành tự tung tự tác như vậy, ông Hiếu nói. Hình ảnh bài trên VOA. Ông chỉ ra lỗ hổng đó hoặc là sự nhắm mắt làm ngơ hoặc là sự thiếu chuyên nghiệp của các cán bộ ngân hàng trung ương trong việc tìm ra sai sót của SCB. Hình như tất cả sai sót của SCB đã không được đánh giá, nhìn nhận và thẩm định một cách chính xác bởi các thanh tra của ngân hàng nhà nước, chuyên gia này nói thêm. Ông lưu ý luật pháp Việt Nam quy định một tổ chức cá nhân không được phép sở hữu quá 5% cổ phần của một ngân hàng, trong khi bà Lan trên thực tế sở hữu đến hơn 90% cổ phần của SCB bằng cách nhờ người thân quen đứng tên giùm cổ phần của bà. Ngân hàng nhà nước trong bao nhiêu năm mà không thể kiểm soát được chính xác tỷ lệ cổ phần ở SCB, ông chỉ trích, ngân hàng nhà nước hoặc là không phát hiện ra tỷ lệ sở hữu thực tế của bà Lan, hoặc là biết mà không xử lý. Từ đó ông cho rằng vấn đề ở Việt Nam không phải là cứ ra nhiều quy định chặt chẽ là được, mà là trên thực tế có thực thi được những điều luật đó hay không. Toàn bộ thành viên đoàn thanh tra được cử về làm việc tại ngân hàng SCB đều nhận hối lộ của ngân hàng này. Ông Hiếu dẫn chứng về hoạt động của ngân hàng ở Mỹ, nơi ông đã từng mở ngân hàng, để nhấn mạnh trường hợp của bà Lan rất khó xảy ra ở Mỹ. Chúng tôi phải khai báo rất thành thật và chính xác tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông, và tất cả các cổ đông lớn đều phải khai báo và không được vay tiền để mua cổ phần của ngân hàng. Ông kể, nếu có ai gian lận trong khai báo thì sẽ bị xử lý. Ở Việt Nam luật lệ thì rất nhiều, nhưng tính thượng tôn pháp luật, tính tuân thủ pháp luật thì rất kém. Chính vì thế, bất cứ luật lệ nào đưa ra, thay vì như bên Mỹ người ta tuân thủ luật pháp thì ở Việt Nam người ta lại tìm cách lách luật. Ông Hiếu chỉ ra thực trạng hệ thống ngân hàng Việt Nam bị các nhóm lợi ích bất động sản như bà Lan sử dụng làm sân sau phục vụ cho lợi ích của mình. Hình ảnh vợ chồng tỷ phú Trương Mỹ Lan. Theo lời ông Nguyễn Trí Hiếu thì ở Việt Nam, nhiều nhóm lợi ích bất động sản đã len lỏi vào trong các ngân hàng và trở thành rủi ro rất lớn cho nền kinh tế vì họ sẵn sàng chà đạp lợi ích chung để theo đuổi lợi ích riêng. Ở Mỹ, cứ mỗi 3 tháng lại có đoàn thanh tra đến các ngân hàng kiểm tra sổ sách. Nếu phát hiện cho vay tập trung vào một nhóm khách hàng nào đó hay cho vay với những điều kiện ưu đãi bất thường thì các ngân hàng đó sẽ bị xử phạt ngay. Hiện giờ ở Việt Nam, tăng trưởng tín dụng rất thấp, trong khi các ngân hàng lại cho các công ty người nhà vay rất rộng rãi, rất ưu đãi, ông Hiếu chỉ ra. Để khắc phục những lỗ hổng này, ông Hiếu đề xuất trong luật về hoạt động của các tổ chức tín dụng đang được đưa ra Quốc hội để điều chỉnh, bổ sung cần giảm hơn nữa tỷ lệ sở hữu cổ phần của một cá nhân hay tổ chức và các nhóm liên quan, đồng thời phải có quy định nếu ngân hàng nào không khai báo chính xác có thể bị tước giấy phép hoạt động luôn. Ngoài ra, ông đề xuất ngân hàng trung ương phải sàng lọc, tăng cường, đào tạo đội ngũ thanh tra và phải trả lương xứng đáng cho họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Hệ thống thanh tra tê liệt tạo ra lỗ hổng giúp bà Trương Mỹ Lan hoành hành suốt một thời gian dài.